Đây, thịt gà đây. Nguyên con gà bữa nay ubi. Ưu tiên cho mày nửa, nửa cái con gà nè. Bữa nay có người cho con gà cho ăn hơn cho hết đi. À, đã rồi. Xíu đi. Ui dao nhau nhau. Hey Mao, up. Hey Mao, up. Hey Mao. Còn con này, nè, đây nè. Chi? Chi lì men. Chi lì men hay mau. Chi lì men. Ê, Kobe, chi hay men. Nhà nghèo chứ cho chó ăn thịt á. Thịt của người ta cho, người ta ăn không hết, ta cắt tháng mấy trong tủ mà. Em về cho chó ăn chứ tốt lành gì. Cubi, Cubi một cái đùi nè, 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 ngập, 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 để lấy cái son ra định, hay để kiếm bù cho từ con một, nè, hay, nó kinh đi ra ngoài ngu à. Con này là con của ai? Nhà xéo bay. Còn miếng cuối cùng cho mày nè. Nó. Mở không móc cái bật lên ơi, nó ăn nó để ngoài đất dơ hết rồi, cái con này nó ngu quá. Bữa nay sướng quá, một con một cái cánh, một con cái đùi. Xéo bay. Con này nó ăn nhanh lắm nè, hết rồi. Mày hết rồi hả? Đúng là mày mồm ăn nhanh nhất trong đàn á, sức quả lèo đi sở bài lý hai sức à. Hai cái chân một cái đùi ăn cho mắc cổ luôn rồi đó. Hết rồi, người ta ăn còn miếng chà bá rồi nó ăn cái gì. Nhà tôi có bốn con chó.
Bữa nào cũng phải nấu cơm cho nó vài chén. Có đồ ăn ở chùa sách về thì ăn, không có thì nấu cho nó hai ba chén cơm nguội. Đâu có nhiều. Con này á 2 năm rồi nè, không có đẻ. Nghĩ cho được luôn à. Nó là chó cái đó, mà nó như cho đực vậy đó. Nhìn vú nó nè, nhìn vú nó nè. Vú tay khô thấy không? Vú nó tay khô rồi. Đâu có cho đực đầu cho cái. Đại lần thái lớn. Ngon không? Hào xứ ma. Ăn hết rồi, quẩy đuôi quẩy đuôi. Con đó là cháu của con này. Con đen này cũng cháu của con này. Con em của con này nó đẻ. Nó hung dữ quá, cho nó đi ra gừng ở rồi, không có nuôi nữa, đẻ hoài. Con này nó không đẻ mới nuôi nó nè, nó đẻ là nó ra gừng ở luôn à, chịu hết nổi. Nó thay lần hả? Mày đẻ là cho mày ra gừng ở. Cứ bi. Con trước ăn chắc hết rồi quá. Liếm láp hết rồi. Ấp. Ấp. Ấp xe bài. Ấp. 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 Xe bài. Thấy luôn. Thấy luôn. Thấy luôn. Ấp. Thấy luôn. Ấp. Xe bài. Ấp. Xéo bay. Xéo bay up. Xéo bay. Thái lớn. Cú bí. Lấy lấy, mình lấy. Ăn quà. Bữa no nê luôn hả? Ăn bữa no nê luôn hả? Mấy chó tơi còn giáp năm. Ăn thịt vừa lắm. Ở đây không ăn thịt chó đâu. Nuôi thì nuôi, không nuôi thì đem nó qua rồi quần quất nó. Bỏ nó ngoài. Đi đâu đi. Hay mau hay mau. Ăn no chưa? Sức phò leo mà. Wow, chim thanh sức. Sức ái dâm hình tua. Hay mau hay mau. Ập. Hay mau hay mau. Hey mau, hey mau. Cô bi. Hey mau, hey mau. Sức phò lèm mà. Này ập. Hey
mơ hay mau mình ăn trang à, hay mau con này với ba con trắng với hai con đen một bầy đó, khác mẹ thôi.